Cô giáo và các em học sinh trong cả nước đang nô nức phấn khởi chào đón năm học mới. Hòa chung với không khí vui tươi, phấn khởi ấy, hôm nay thầy và trò trường Trung học cơ sở Lưu Phong long trọng tổ chức lễ kỷ niệm, lễ khai giảng năm học 2022-2023. Trước hết, cho phép tôi thay mặt Ban Chi ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu, đại diện Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lưu Phong, các ban ngành đoàn thể địa phương, hội cha mẹ học sinh đã dành tình cảm, sự quan tâm đến dự lễ khai giảng của nhà trường. Đặc biệt hơn nữa, nhiệt liệt chào đón 325 em học sinh từ các trường tiểu học trên địa bàn xã chính thức vào học lớp 6 với niềm hân hoan, hòa mình trong ngôi trường mới. Chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo và các em học sinh có mặt trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, trường học là cái nôi tinh thần của cả dân tộc. Dân tộc nào càng quan tâm đến cái nôi của mình thì tương lai của dân tộc đó ngày càng phát triển mạnh mẽ. Xuất phát từ nhận thức và những quan điểm trên, những năm qua, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Lương Phong, Hội cha mẹ học sinh, toàn thể nhân dân, nhà trường đã có sự quan tâm sâu sắc đến sự nghiệp giáo dục. Vì thế, trong những năm học vừa qua, nhà trường đạt được những kết quả đáng khích lệ. Chất lượng học sinh giỏi, giáo viên giỏi, chất lượng kiểm định của nhà trường đều có chuyển biến tích cực, đặc biệt là chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10. Kính thưa quý vị đại biểu, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm học 2021-2022. Năm học 2022-2023 là năm học có ý nghĩa rất quan trọng. Trước mắt, thầy và trò nhà trường tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung khóa 8, Trung ương 8 khóa 11 của Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước, chuẩn bị tốt các điều kiện và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện tốt cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm học mới. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, giáo dục là sự nghiệp của Đảng, của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội. Để nhà trường hoàn thành tốt được những mục tiêu trên đây, chúng tôi mong nhận được sự quan tâm nhiều hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể, của hội cha mẹ học sinh, các lực lượng xã hội và toàn thể nhân dân. Với các thầy cô giáo, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng tất cả bắt đầu từ nhà trường, mà trong nhà trường thì lại bắt đầu từ thầy cô giáo. Đội ngũ thầy cô giáo là lực lượng quyết định chất lượng giáo dục. Như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã khẳng định, không có nghề nào cao quý hơn nghề dạy học. Và trách nhiệm của người làm nghề dạy học càng rất nặng nề là đào tạo thế hệ trẻ thành những người có tri thức, chủ nhân tương lai của nước nhà. Vì thế, nhà giáo không bao giờ được quên một chân lý bình thường nhưng vĩ đại. Để làm một người thầy giỏi, trước hết phải yêu những điều mình dạy và những người mình dạy. Lao động của người thầy giáo đáng quý và vĩ đại ở chỗ nó là hình thành bản chất của chính con người. Một thầy giáo giỏi phải biết sưởi ấm trái tim mình như con ong cần cù biết hút nghị hoa để truyền cho muôn đời mật ngọt. Không có bài học chính trị và đạo đức nào thay thế được tấm gương sáng của thầy cô giáo cho học sinh noi theo. Các em học sinh thân mến, mỗi dịp mùa thu về, chúng ta lại tự hào về cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Cũng là lúc các em lại nô nức vui mừng gặp bạn bè, thầy cô trong ngày hội khai trường. Những ngày này, lật dở từng trang lịch sử hào hùng của dân tộc, chúng ta càng tự hào nhớ về những ngày khai giảng đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là vào tháng 8 năm 1945, Bác Hồ kính yêu đã dạy, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu được hay không? Chính là nhờ một phần công học tập của các em. Tương lai của các em, hạnh phúc của mỗi gia đình các em đang trông chờ vào sự học tập, rèn luyện của chính các em. Các em hãy rèn luyện cho mình những phẩm chất cần có, những nhân cách cao đẹp. Hãy trung thực, đừng dối trá. Hãy vị tha, đừng vị kỷ. Hãy hòa đồng, đừng đố kỵ. Hãy độc lập suy nghĩ, đừng a dua. Hãy nói lời thanh cao, đừng buông lời bực tức.
hãy học tập chính mình, học chủ đạo sáng tạo, chủ động sáng tạo. Ngoài giờ lên lớp, tự học. Tự học là phương pháp tốt nhất để phát huy trí tuệ, để nắm vững kiến thức. Các em phải biết kính thầy yêu bạn, yêu người tốt, việc tốt. Phải chăm học, chăm làm, rèn luyện theo năm điều Bác Hồ dạy. Cả xã hội đang dành cho các em những gì tốt đẹp nhất. Mong rằng các em hãy xứng đáng là người chủ nhân tương lai của quê hương đất nước, là niềm hy vọng lớn lao của mỗi gia đình. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, kính thưa quý phụ huynh học sinh, để có được điều kiện, tôi kêu gọi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể hãy cùng đồng hành với nhà trường ở từng bước đi trong thời gian tới. Tôi kêu gọi sự hỗ trợ của quý cha mẹ học sinh, của các mạnh thường quân, của các nhà hảo tâm về nhân lực, vật lực, tài lực, trí lực, nhằm cùng với nhà trường tiến bước những bước vững chắc trong thời gian tới. Hãy cùng nhau chung tay xây dựng một môi trường tốt đẹp nhất dành cho các em học sinh, những chủ nhân tương lai của nước nhà, với phương châm hãy dành những điều tốt nhất cho học sinh, tất cả vì học sinh thân yêu. Với ý nghĩa đó, thay mặt cho tập thể lãnh đạo giáo viên nhà trường, tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học 2022-2023. Một lần nữa, xin được kính chúc quý vị đại biểu, khách quý, các thầy cô giáo, cán bộ giáo viên nhà trường cùng toàn thể các em học sinh sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúng ta cùng chào đón năm học mới với tâm thế mới, quyết tâm mới, hy vọng mới và thành công mới. Xin trân trọng cảm ơn. Mới, niềm tin mới và vị thế mới. Nào, chúng ta cùng bố